Thưa Cộng đoàn, trong nghi thức chiều nay chúng ta thấy có ba phần chính. Thứ nhất là phần phục vụ lời Chúa, sau đó là phần thứ hai là kính thờ thánh giá, và phần thứ ba phần trước lễ. Chúng ta bước vào phần thứ nhất, phần phục vụ lời Chúa. Lạy Chúa, vì yêu thương chúng con vô ngần, Chúa đã vui lòng cho con một Chúa đổ máu đào trên thập giá để hoàn thành mầu nhiệm vượt qua, đem lại ơn cứu độ cho loài người. Giờ đây xin Chúa nhớ lại tình thương ấy mà thánh hóa và che chở đoàn con luôn mãi. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiên tri cùng Chúa, trong sự hiệp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Trích sách tiên tri Isaiah. Này tôi tớ ta sẽ được cao minh, sẽ vinh thăng tấn phát, cao cả tuyệt vời, cũng như nhiều người đã kinh ngạc, vì thấy người tàn tạ mất hết vẻ người, dung nhan người cũng không còn nữa. Cũng thế, muôn dân sẽ sửng sốt, các vua không còn biết nói chi trước mặt người. Đó là lời Chúa. Trích thư gửi tín hữu Do Thái. Anh em thân mến, chúng ta có một thượng tế cao cả đã đi qua các tầng trời, là Đức Giêsu, con Thiên Chúa. Nên chúng ta hãy giữ vững việc tuyên xưng đức tin của chúng ta. Vì chưng không phải chúng ta có thượng tế không thể cảm thông sự yếu đuối của chúng ta. Trái lại, Người đã từng chịu thử thách bằng mọi cách như chúng ta, ngoại trừ tội lỗi. Khi còn sống ở đời này, Chúa Kitô đã lớn tiếng rơi lệ dâng lời cầu xin khẩn nguyện lên đứng có thể cứu mình khỏi chết. Và vì lòng thành kính, Người đã được nhậm lời. Đó là lời Chúa. Giêsu Kitô Chúa chúng ta theo Thánh Gioan. Khi ấy Chúa Giêsu cùng các môn đệ sang bên kia suối Cê-rôn. Ở đây có một khu vườn, Người vào đó với các môn đệ. Giu-đa tên phản bội đã biết rõ nơi ấy, vì Chúa Giêsu thường đưa các môn đệ tới đó hội họp. Vậy Giu-đa dẫn đội binh và lính gác do các thượng tế và biệt phái cấp cho, chúng đến đây mang theo đèn đuông và võ khí. Chúa Giêsu đã biết trước mọi việc sẽ xảy đến, Người tiến ra và hỏi chúng rằng: các ngươi tìm ai? Chúng thưa rằng: Người bảo chúng rằng: chính là ta đây. Giu-đa tên phản bội cũng đứng đây với chúng. Người vừa nói chính là ta đây, thì chúng lùi lại và ngã xuống đất. Người lại hỏi chúng một lần nữa rằng:
các ngươi tìm ai? Chúng thưa rằng người liền đáp lại rằng: Ta đã bảo các ngươi rằng chính là ta đây. Vậy nếu các ngươi tìm ta thì hãy để cho những người này đi. Như thế là trọn lời đã nói trong những kẻ cha đã ủy cho con. Con không làm mất người nào. Bây giờ Simon Phêrô sẵn thanh gươm liền rút ra đánh tên đầy tớ vì thường tê và chém đứt một bên tai phải. Đầy tớ ấy tên là Man-cô. Nhưng Chúa Giê-xu bảo Phêrô rằng: Hãy xỏ gươm vào vỏ. Ta không uống chén cha ta đã ban cho ta sao? Bây giờ đội binh, viên quan chức và linh gác của người Do Thái bắt trói người. Và trước hết điều người đến nhà Anna, vì ông này là nhạc phụ ông Caipha, làm thượng tế năm ấy. Chính Caipha đã giúp ý kiến này cho người Do Thái. Một người chết cho cả dân được nhờ. Nhưng Simon Phêrô và môn đệ khác vẫn theo Chúa Giê-xu. Môn đệ này quen biết vị thượng tế, nên cùng với Chúa Giê-xu vào trong sân vị thượng tế. Còn Phêrô ở lại gần cửa. Môn đệ khác vì quen biết vị thượng tế, nên ra nói với đưa giữ cửa và dẫn Phêrô vào. Đưa tơ gai giữ cửa liền bảo Phêrô rằng: Chính ông có phải là môn đệ người này không? Phêrô đáp rằng: Không phải đâu. Bọn đầy tơ và linh gác đã nhóm một đống lửa. Họ đứng đây mà sưởi vì trời lạnh. Phêrô cùng ở đây sưởi với họ. Vì thường tê hỏi Chúa Giê-xu về các môn đệ và giao ly của người. Người đáp lại rằng: Tôi đã giảng công khai cho mọi người. Tôi đã luôn luôn giảng trong các hội quan và đền thờ, nơi mọi người Do Thái họp nhau. Tôi không nói gì bí mật cả. Sao lại hỏi tôi? Hay hỏi những kẻ nghe tôi nói, họ biết tôi nói những gì. Nghe nói thế, một tinh linh gác đứng ở đó và người một cái nói rằng: Ngươi dám trả lời vì thượng tế như vậy sao? Người liền đáp lại rằng: Nếu tôi nói sai thì hãy tỏ ra sai ở chỗ nào? Nếu tôi nói phải thì sao lại đánh tôi? Bây giờ Anna để người bị trói mà dẫn tới thượng tế Caipha. Phêrô vẫn ở đây sưởi. Có người hỏi Phêrô rằng: Cả ông nữa, có phải ông cũng là môn đệ Giê-xu? Phêrô nói rằng: Không phải đâu. Một tên đầy tơ vì thường tê có họ với người đầy tơ bị Phêrô chém đứt tay bảo Phêrô rằng: Tôi đã chẳng thấy ông ở trong vườn với ông ấy sao? Một lần nữa Phêrô lại trôi và tức thì gà liền gáy. Bây giờ họ điều người từ nhà Caipha đến cổng đường. Trời đã sáng, người Do Thái không vào công đường vì sợ nhơ bẩn và không thể ăn mừng lễ vượt qua đường.
Vậy Phi-la-tô phải ra ngoài đón họ và hỏi rằng: Các ngươi tố cáo người này về tội gì? Chúng đáp lại rằng: Phi-la-tô bảo chúng rằng: Các ngươi hãy đem đi mà xử theo hiến pháp của các ngươi. Dân Do Thái đáp lại rằng: Chúng tôi không có phép. Như thế là ứng nghiệm lời Chúa Giê-xu đã nói: Người sẽ phải chết cảnh nào. Phi-la-tô liệt vào trong công đường, gọi Chúa Giê-xu và hỏi người rằng: Ông có phải là vua dân Do Thái không? Chúa Giê-xu đáp rằng: Từ ý quan nói điều ấy, hay là quan đã nghe ai nói về tôi? Phi-la-tô trả lời rằng: Tôi có phải là người Do Thái đâu, nhưng người trong nước ông và các vị thượng tế đã nộp ông cho tôi. Ông đã làm chi? Chúa Giê-xu đáp rằng: Nước tôi không thuộc về thế gian này. Giả như nước tôi thuộc về thế gian này, thì quân đội của tôi đã chiến đấu để tôi thoát khỏi tay người Do Thái. Nhưng không, nước tôi không thuộc về thế gian này. Bây giờ Phi-la-tô hỏi người rằng: Ông là vua sao? Chúa Giê-xu đáp lại rằng: Phải, tôi là vua, vì thế tôi đã sinh ra và đã xuống thế quan này là để làm chứng cho sự thật. Ai ham mộ sự thật thì nghe tôi. Phi-la-tô lại hỏi rằng: Sự thật là chi? Nói thế rồi, Phi-la-tô lại ra bảo dân Do Thái rằng: Ta không thấy người này có lý do gì đáng lên án, nhưng trong dịp lễ vượt qua vẫn có lễ tha một người. Vậy các ngươi muốn ta tha vua dân Do Thái cho các ngươi không? Bây giờ chúng kêu lên rằng: Baraba là một tên trộm cướp. Phi-la-tô lại truyền điệu Chúa Giê-xu đến và cho hành hạ người. Bọn lính bèn một vòng gai đặt trên đầu người và khoác cho người một áo đỏ. Chúng đến gần người nói rằng: Rồi chúng vào mặt người. Phi-la-tô trở lại và bảo dân rằng: Các ngươi hãy coi, ta dẫn người này ra ngoài để các ngươi biết. Ta không thấy nơi người này có một lý do nào để lên án. Vậy Chúa Giê-xu đi ra, đầu còn đội vòng gai và mình còn khoác áo đỏ. Phi-la-tô bảo rằng: Này là ngươi. Các thượng tế và linh gác thấy người liền kêu lên rằng: Phi-la-tô bảo chúng rằng: Các ngươi đem đi mà đóng đinh, còn ta không thấy người này có tội gì mà lên án. Dân Do Thái trả lời rằng: Chúng tôi có luật,
Nghe vậy, Phi-la-tô càng thêm sợ hãi. Ông lại vào công đường hỏi Chúa Giê-xu rằng: quê ông ở đâu? Nhưng Chúa Giê-xu không đáp lại lời nào. Bây giờ Phi-la-tô bảo người rằng: ông không trả lời tôi hay sao? Ông không biết tôi có quyền tha và cũng có quyền đóng đinh ông trên thập giá. Chúa Giê-xu đáp lại rằng: nếu từ trên chẳng ban cho ông thì ông chẳng có quyền gì đối với tôi. Vì thế kẻ nộp tôi cho ông thì nặng tội hơn ông. Từ đó Phi-la-tô tìm cách để tha Chúa Giê-xu, nhưng dân Do Thái lại kêu lên rằng: nghe lời ấy, Phi-la-tô truyền đưa Chúa Giê-xu ra ngoài. Ông ngồi trên tòa cao gọi là Lithotios, tiếng Do Thái gọi là Ga-ba-tha. Hôm đó là ngày áp lê vượt qua, vào khoảng giờ thứ 12 giờ trưa, Phi-la-tô bảo dân Do Thái rằng: đây là vua các ngươi. Chúng đáp lại rằng: Phi-la-tô trả lời rằng: giết vua các người sao? Các thượng tế đáp lại rằng: rồi Phi-la-tô trao người cho chúng đem đi đóng đinh. Chúng điệu người đi, người phải vác lấy thập giá tiên về một nơi gọi là núi Sọ, tiếng Do Thái gọi là Gôn-gô-tha. Ở đó chúng đóng đinh người trên thập giá cùng với hai người khác, mỗi người một bên. Chúa Giê-xu ở giữa. Phi-la-tô thảo một bàn ăn và truyền đóng trên thập giá. Bàn ăn ấy ghi rằng: Giê-xu Na-za-rét, vua dân Do Thái. Có nhiều người Do Thái đọc bàn ăn ấy vì nơi Chúa Giê-xu bị đóng đinh gần thành. Bàn ăn ấy lại được viết bằng tiếng Hy-ba, tiếng La-tinh và tiếng Hy-lạp. Vậy các thượng tế Do Thái đến thưa Phi-la-tô rằng: xin đừng biết vua dân Do Thái, biết 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 người này đã xưng mình là vua Do Thái. Phi-la-tô đáp lại rằng: điều ta đã viết là viết. Đồng đinh Chúa Giê-xu, rồi chúng lấy áo người chia làm bốn phần, mỗi người một phần. Chúng lấy cả áo lót không có đường may và là tâm nguyên từ trên xuống dưới. Chúng liền bao nhau rằng: như thế là trọn lời kinh thánh rằng: chúng đã chia nhau áo và rút thăm áo lót, và quân linh đã làm như vậy. Đứng gần thập giá Chúa Giê-xu thì có mẹ người, bà Maria và Cleopha là chị em với mẹ người, và Maria Magdalena. Thấy mẹ người và bên cạnh có môn đệ người yêu, Chúa Giê-xu thưa mẹ rằng: thưa bà, này là con bà. Rồi người bảo môn đệ rằng:
đây là mẹ con. Và từ lúc đó, môn đệ đưa mẹ người về nhà mình. Chúa Giêsu biết từ nay mọi sự đã hoàn tất, và để chọn lời sách thánh người nói rằng: Ta khát. Ở đây có một bình đầy dâm, người ta liền lấy miếng bọt bè thấm dâm chua, rồi buộc vào mũi đồng và đưa lên cho người. Nêm một chút dâm, đoàn Chúa Giêsu nói rằng: Mọi sự đã hoàn tất. Rồi người gục đầu xuống đất tận thờ. Là ngày áp lễ và không muốn để xác trên thập giá ngày Sa-bát, vì là ngày đại lễ, người Do Thái xin Phi-la-tô cho đánh dập ông chân những người bị tử hình và thao xác xuống. Bọn linh liền đến đánh dập ông chân người thứ nhất, rồi người thứ hai, cả hai bị đóng đinh với người. Đến gần Chúa Giêsu thấy người đã chết, chúng không đánh dập ông chân người nữa, nhưng có một tên lính lấy ngón mác mà đâm vào cánh sườn. Tức thì nước và máu chảy ra. Kẻ đã xem thấy việc này đã làm chứng, và chứng của người thì thật, và người ấy biết rằng mình đã nói thật để anh em cùng tin. Mọi việc đó xảy ra để trọn lời kinh thánh rằng: Người ta chẳng đánh dập cái xương nào của người. Và lời này rằng: Chúng nhìn xem người chúng đã đâm. Kế đó Giuse Arimathea, một môn đệ của Chúa Giêsu, nhưng là môn đệ trong bóng tối, vì sợ người Do Thái, đến xin Phi-la-tô cho thao xác Chúa Giêsu xuống. Phi-la-tô cho phép, ông liền đến và cất xác người. Nicodemo cũng đến, ông này trước kia đã đến gặp Chúa Giêsu ban đêm. Ông mang một bình trộn dầu và thuốc thơm đồ trăm cân. Họ hạ xác Chúa Giêsu xuống, sức thuốc thơm và liềm trong khăn, theo cách thức người Do Thái thường làm. Ở chỗ Chúa Giêsu bị đóng đinh có một thửa vườn, và trong vườn ấy có một ngôi mộ còn mới, chưa chôn cất người nào. Vì là ngày dọn lễ của người Do Thái, và vì ngôi mộ ấy rất gần, nên họ an táng người ở đó. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, chiều nay chúng ta tưởng niệm với Chúa Giêsu chịu chết. Như chúng ta nghe trong bài đọc một chi sách tiên tri Giai-a, đó là bài ca thứ tư trong sách tiên tri Giai-a, chương 53 câu 72, 15 câu nói về người tôi chung đau khổ. Bài ca thứ tư nói chúng ta, mời gọi chúng ta. Chúa Giêsu qua đó cho thấy tiên báo đấng cứu thế vì yêu thương chịu sỉ nhục đau khổ. Và như bài đọc khai trích thư Do Thám, là vì thượng tế vào cung thánh một lần và đem lại ơn cứu độ cho chúng ta, không như các vị thượng tế khác. Chầu là Thiên Chúa, những người đã hủy mình ra, không mang lấy thân phận con người, và là vị thượng tế cảm thông với chúng ta, bởi vì người cũng đã kinh qua thân phận con người chúng ta. Anh chị em, Thiên Chúa yêu thương chúng ta, và Thiên Chúa đã sai con của Ngài. Người con của Ngài đã vâng phục và vâng phục cho đến chết, chết trên thập giá, trở thành căn nguyên ơn cứu độ chúng ta, giữa sự bất phục của nguyên tổ và sự vâng phục, và mời gọi chúng ta, kêu gọi chúng ta sống cái tình yêu mà Thiên Chúa muốn con người chúng ta, để được chúng ta
được hạnh phúc, được bình an. Kỷ niệm cuộc thương khó của Chúa, nhưng không làm chúng ta buồn bã. Bởi vì qua đau khổ tiến vào vinh quang phục sinh. Nếu Chúa Giêsu không phục sinh thì niềm tin của chúng ta trở thành vô ích. Nhưng Chúa đã phục sinh, đấng là nguồn ơn cứu độ, là sự sống và là sự sống lại của mỗi người chúng ta. Trong tâm tình đó, chúng ta xin Chúa cho mỗi người chúng ta vững bước trong cái hành trình đức tin của chúng ta. Chúng ta trong đời sống chắc hẳn rằng mỗi người chúng ta có những niềm vui và cũng không thiếu những đau khổ, những ngộ nhận, những hiểu lầm. Nhưng mà chúng ta được Thiên Chúa mời gọi chúng ta trong cái đời sống của mỗi người chúng ta, ơn gọi của mỗi người, làm sao đó để rồi thể hiện cái tình yêu mà Thiên Chúa muốn chúng ta thực hiện ở trong đời sống, làm nhân chứng sống động, giúp người khác đón nhận được đấng là nguồn sống của ơn cứu độ, đấng và vì yêu thương chúng ta, vì yêu thương đến cùng nên Chúa Giêsu đã hiến mạng sống và để ban tặng chúng ta sự sống và là sự sống lại. Cầu nguyện cho hội thánh. Anh chị em thân mến, tái cầu nguyện cho hội thánh Chúa. Xin cho hội thánh được hiệp nhất và bình an, được Chúa bảo toàn ở khắp nơi trên hoàn cầu. Xin Chúa cũng ban cho ta được ơn cư lạc nghiệp, hầu tôn vinh người là Cha toàn năng. Xin mọi người quỳ. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã cho muôn dân được thấy vinh quang Chúa tỏ hiện nơi Đức Kitô là đấng yêu thương gầy dựng hội thánh Chúa. Cứ xin Chúa bảo vệ giữ gìn để hội thánh đang hiện diện khắp nơi luôn tin kính một niềm mà xưng tụng danh Chúa. Chúng con cầu xin nhà Đức Kitô Chúa chúng con. Cầu cho những nhà lãnh đạo quốc gia. Tái cầu cho những nhà lãnh đạo quốc gia. Xin Chúa thương soi trí mở lòng để họ biết hành động theo thánh ý mà tận tình lo cho dân được an cư lạc nghiệp và vui hưởng tự do. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa làm chủ lòng người và bảo vệ quyền lợi của nhân dân các nước. Xin các mắt nhân từ mà ban ơn soi sáng trợ lực cho những nhà lãnh đạo quốc gia để họ biết cùng nhau làm cho thế giới được hòa bình, muôn dân được thịnh vượng và mọi người được hưởng tự do tôn giáo. Chúng con cầu xin nhà Đức Kitô Chúa chúng con. Đây là cây thánh giá, nơi treo đấng cứu độ trần gian. Đây là cây thánh giá, nơi treo đấng cứu độ trần gian. Đây là cây thánh giá, nơi treo đấng cứu độ trần gian. Thank you.
Đây chiên Thiên Chúa đây đấng xoa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, nhờ bầu nhiệm Đức Giêsu Kitô chịu chết và sống lại, Chúa đã thương đổi mới chúng con, xin tiếp tục công trình Chúa đã thực hiện mà làm cho chúng con tích cực thông phần vào một nhiệm cao cả này, để suốt đời chúng con hăng say phụng sự Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Lạy Chúa, cộng đoàn dân Chúa đây vừa tưởng niệm con một Chúa đã chịu chết vì chúng con và tin tưởng sẽ được phục sinh với người. Xin Chúa thương giáng phúc dồi dào mà ban cho họ ơn tha thứ và niềm an ủi. Xin cho họ ngày càng thêm tin kính Chúa và vững vàng trông cậy sẽ được ơn cứu chuộc muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thank you.
đoạn nó khiến người mặc áo mình cho người ta được biết. Vì chứng mặt mũi đã khác chẳng còn hình tượng cũ nữa. Có kẻ truyền rằng khi nó khiến người mặc áo cũ thì cất mạo gái trên đầu ra. Khi nó mặc áo đoạn, thì nó lại đổi mạo gái như trước. Thì cùng thêm đau hơn nữa. Con mắt đã mắt sáng, chẳng còn sáng như trước. Vì những gái đã che khuyết lại mà đã xuất ra. Cùng sương lên vì nắng phải đòn, cùng vã liên. Lẽ thì có kẻ thương mà đem của gì cho người ăn. Vì dọn cho người vác gia thanh gia nặng. Khi ấy Đức Chúa Giêsu thấy thanh gia là sự người ước ngao mấy ba năm, liền mừng rỡ lắm. Ngắm rằng ở con cháu A Dòng, hãy chém tội ta nặng là thế nào, vì con Đức Chúa Trời. Có kẻ tội lòa rào cho thiên hạ được biết, quan chạy giết người ấy kéo làm hỗn hào trong nước. Nào những kẻ ngày xưa đã chịu ơn người ở đâu bây giờ, mà để thay mình như con chiên phải miệng sói rừng đem đi làm vậy. Ai có lòng đạo với Chúa Giêsu, khi ngắm bấy nhiêu sự thì con mắt rao làm sao được. Con khuyên mẹ trở về, chớ ở cùng kẻ có tội chồng. Bây giờ mẹ chẳng khác gì con chiên ở giữa đoàn sói rừng. Đã có con điều mình vì tội hiến hạ. Mẹ ấy trở về kiểu khi thấy con chịu chết, khi càng thêm đau đớn hơn nữa. Khi con tôi là sự sống linh hồn mẹ, mà khiến mẹ về lìa mặt con làm sao được. Vì bằng mẹ lìa con đây thì biết là đi đâu bây giờ. Mẹ thà chịu mọi sự khốn khó cho đến một mình mà về. Chớ gì mẹ được bắn trước con, dù mà máu mẹ chẳng có phép đền tội cho con.
giang trường thương khó đến chúa Giêsu hiền đoạn này khi đến chúa Giêsu chịu cô đơn anh trên đây thánh ra đoạn nó dựng thánh giá hơn em. Niên nay hòn đá cho nòn xuống nỗ sâu thì thánh giá mới đứng nên. Ngâm 15 sự tương khó Đức Chúa Giêsu. Thương ơi, con Đức Chúa Trời ra đời, chịu trăm nghìn sự tương khó vì tội thiên hạ. Tư nhân thì ngầm khi Đức Chúa Giêsu đã đến ngày giòn chiều nắng mà chuộng tội cho thiên hạ. Chớ bắt chương thần Giuđa ban Đức Chúa Giêsu làm vậy. Amen. Thì lòng Đức Bà đau
cất xác Đức Chúa Giêsu xuống. Khi đã gần tôi thì ông Thánh Giuse là người Do Thái sang trọng cùng là đầy tớ Đức Chúa Giêsu xưa trộm vậy. Mà khi ấy người chẳng còn sợ ai gì nữa, liền đi xin quan Phi-la-tô cho được cất xác Đức Chúa Giêsu xuống. Vậy hai ông thánh ấy lên núi Calvario, ngửa mặt lên chém thấy xác thầy mình treo trên cây thánh giá. Khốn nạn làm vậy thì thảm thiết lắm. Vậy ai ông thánh ấy cùng ông thánh Gioan bậc thang lên táo đành tay Đức Chúa Giêsu xuống. Bậc thang lên táo đành nhảy tay Đức Chúa Giêsu xuống, cùng lấy cánh tay mình mà đỡ lấy. Đoạn táo đành hai chân mà đem xác Đức Chúa Giêsu xuống. Khi Đức Mẹ ở dưới chân thánh giá nhớ hai tay lên trong ngậm lấy xác con mình, đến khi đã được thì ngồi một nơi. Trước hết Đức Mẹ ẩm xác con, miệng chẳng còn nói được lời gì, nước mắt chảy xuống ròng ròng làm chứng sự đau đớn trong lòng. Hoặc là khi ấy người than thầm thì rằng: hỡi ơi con tôi, tay ai làm cho hư đi? Mặt cực tốt cực lành rầy nên hình tượng này làm vậy. Sống con tôi đã chết, sáng con tôi đã mất, ai làm cho vui các thiên thân? Rầy nên gương mọi sự khốn nạn làm bậy. Nay là con mắt xưa sáng hơn mặt trời vì chẳng bằng. Này là tay con tôi xưa đã đến kẻ chết mà cho sống lại.
này là miệng con tôi xưa nói những lời lành dạy dỗ thiên hạ. Ai ngờ là tay người thế gian có phép làm hại được con Đức Chúa Trời cách này. Từ này về sau, mẹ chẳng còn lấy khăn lọt mồ hôi cho con. Như xưa khi con bơi đàng xa mà về, chẳng còn thấy con ngồi ăn một mâm cùng mẹ nữa. Mẹ xin lấy gai cùng đánh này để làm của riêng mẹ. Mẹ xin lấy thanh gia cùng lưỡi đồng làm như của chồng giữ trong lòng cho đến trọn đời. Hoặc là ông Thánh do an ấm xác thay mình mà than rằng: Thương ơi, tôi lạy Thầy tôi cùng Chúa tôi. Từ nay về sau ai còn dạy dỗ tôi? Đêm hôm qua tôi còn dựa trong lòng Thầy tôi, mà bây giờ tôi ấm xác Thầy tôi đã sinh thiền. Này là mặt xưa tôi thấy ở trên núi sáng láng hơn mặt trời, bởi tội tôi cho nên rầy mặt Thầy tôi ra hình tượng khốn nạn làm vậy. Âu là bà Thánh Ma Đa Lê Na Cầm lấy chân người mà khóc lóc cùng than rằng: Hỡi ôi, ở sáng con mắt tôi, ở Thầy chữa tôi. Tự rầy về sau, khi tôi có phạm tội gì, hầu biết tìm ai chữa cho khỏi. Thì các đức mẹ cùng các đầy tớ con thương khóc nam bày. Thì ông Thánh Du Xe cùng ông Thánh Ni Cô Đê Mô khuyên người rằng: Đức mẹ chớ khóc nam chi, để cho chúng tôi cất xác kẻo tôi.
bây giờ mẹ mới để cho ông ấy đem xác con đi mà tắm, uống sức thuốc thơm, đoạn ấy khán mà